Chương 29. Ngay khi về nhà, cả ba dì cháu cùng thắp hương cho ông Thế Nghi. Đứng trước mộ của ông nội, Minh Thư lẩm bẩm khấn nguyện: "Nội ơi, con đã làm tròn lời chí huấn của nội rồi. Minh Thư của nội đã đậu vào đại học và còn đậu rất cao nữa. Con biết lúc nào linh hồn của nội cũng theo phù hộ cho con, nên con mới vượt qua được những khó khăn chông gai của cuộc đời này." Tới hôm đó, làng Kỳ Sơn tổ chức một buổi party trên khoảng đất trống mà họ vẫn thường dùng để tổ chức hội hè. Lần này dân làng chào đón Minh Thư trở về như chào đón một vị nữ anh hùng. Cuộc vui kéo dài đến hơn nửa đêm. Minh Thư và Quân Phủ cùng hòa vào niềm vui mộc mạc của họ. Còn dì Lệ Mai thì xúc động đến rơi nước mắt khi được trở về làng quê cũ. Sáng hôm sau, Minh Thư, Quân Phủ và dì Lệ Mai trở về Đài Bắc. Vừa bước vào nhà là chàng đã xúc động đến nỗi quay sang và nói với nàng: "Nhớ nhà ơi là nhớ, thật không nơi nào đầm ấm bằng mái nhà của mình. Hai tháng rời xa nó mà anh thấy dài đằng đẵng như hai thế kỷ. Minh Thư, em có cảm thấy giống như anh không?" "Em cũng vậy Quân Vũ." Nàng dịu dàng nói với chàng: "Em không nhớ Đài Bắc, nhưng mà em rất nhớ mái nhà của chúng ta. Bởi vì dưới mái nhà này, chúng ta có quá nhiều kỷ niệm đẹp." Tối hôm đó, Minh Thư sang phòng Quân Vũ và thủ thỉ với chàng: "Anh có biết tại sao em thắng cuộc đua không?" "Vì em đã luyện tập một cách khổ cực như vậy và nhờ vào ý chí của em nữa." "Cái đó cũng chỉ một phần," nàng nói và nhìn sâu vào mắt chàng. "Khi vòng đua thứ 20 sắp kết thúc, em có cảm giác mình không thể nào vượt qua con ô mã. Nhưng rồi giọng nói tha thiết của anh vang lên như tiếp thêm hơi sức cho em: Minh Thư, em phải chiến thắng. Câu nói đó của anh giống như một sức mạnh vô hình đã đưa em về tới đích một cách bất ngờ. Không vì yêu anh thì em sẽ không đạt được chiến thắng này đâu. Không vì tình yêu anh thì em cũng không thể đậu thủ khoa vào trường đại học thiết kế thời trang nữa. Anh Quân Vũ, em nói cho anh biết như thế để anh hiểu rõ anh quan trọng đối với em đến mức nào. Vì tình yêu mà em mới làm được những chuyện phi thường như vậy. Cho nên nếu một ngày nào đó mà anh rời xa em thì em không thể nào tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Anh là hạnh phúc của em, cũng là sức sống của em. Em không thể nào sống thiếu anh." "Minh Thư," chàng xúc động thốt lên, "em yêu anh đến như thế thì làm sao anh có thể rời xa em được. Nếu không có em thì cuộc đời này đối với anh chỉ là một khoảng trống hoang vắng quạnh hiu. Anh đã từng trải qua cái cảm giác ấy khi em bỏ anh để trở về Kỳ Sơn. Buổi sáng hôm ấy, khi đọc mấy dòng ngắn ngủi mà em để lại, trái tim anh choáng váng, chỉ muốn làm bất cứ cách nào để em có thể trở về bên cạnh của anh. Dù ngay lúc đó anh chưa biết mình đã yêu em, nhưng sự quan trọng của em đối với cuộc đời của anh là một điều không thể nào phủ nhận được. Và bây giờ khi đã nói yêu em rồi, em nghĩ là anh có thể tồn tại trên cõi đời này mà thiếu vắng em sao?" Nàng xúc động khi nghe lời nói thủ thỉ của chàng, rồi không biết vì sao nàng lại bảo: "Có một điều mà em đã muốn hỏi anh từ lâu. Vì em mà anh phải từ chối Huệ Trinh lẫn Lệ Hằng. Anh không tiếc nuối và không đau lòng chứ?" "Đối với Huệ Trinh thì sau khi cô ấy thốt lên những lời nhục mạ em, anh đã chẳng còn gì lưu luyến với cô ta nữa rồi. Nhưng đối với Lệ Hằng thì anh có chút đau lòng. Lệ Hằng là một cô gái tuyệt vời, từ hình thức đến tâm hồn. Hôm khiêu vũ với Lệ Hằng trong vườn hoa, cô ấy đã nói một câu làm anh xúc động. Em có muốn nghe anh lặp lại hay không?" "Cô ấy đã nói gì với anh?" "Lệ Hằng đã nói với anh như sau: em đã chờ anh mười mấy năm rồi, chờ thêm một thời gian nữa cũng có sao đâu. Chỉ hy vọng một lúc nào đó anh sẽ chán ngán những ngày tháng phiêu bạc của mình và quay lại nhìn lại phía sau. Anh sẽ nhận thấy em đứng đó chờ anh cho đến khi nào trái tim anh rung động mới thôi." Nghe Lệ Hằng nói như thế, lòng anh thật day dứt. Nàng có biết bao nhiêu người theo đuổi mà lại đi khẩn cầu tình yêu của anh. Với một con người hoàn hảo như vậy, với những lời nói tha thiết như vậy, nếu anh mà không xúc động thì có lẽ trái tim đã quá đá mất rồi. "Vậy thì anh hãy chạy đi tìm cô ấy đi và nói rằng anh đã xúc động về mối tình của cô ấy. Em sẵn sàng biến mất để cho hai người có thể dễ dàng đến với nhau." Minh Thư nói bằng giọng ức ức, cảm thấy trái tim của chàng không phải dành trọn cho nàng mà còn một chút gì đó dành cho người con gái khác. "Em hiểu sai anh rồi, cô bé hay hờn dỗi của anh ơi." Chàng vội ôm nàng vào lòng và khẽ dỗ dành: "Anh nói anh xúc động, chứ có nói là anh rung động vì cô ấy đâu. Xúc động bắt nguồn từ sự tội nghiệp, còn rung động bắt nguồn từ tình yêu. Em phải phân biệt hai điều đó chứ. Thật sự anh cũng không muốn đề cập đến Huệ Trinh hay Lệ Hằng.
Nhưng vì em đã hỏi nên anh nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy. Nhưng tại sao tối hôm nay em lại đá động đến vấn đề này làm gì, trong khi hai người con gái ấy đối với anh đã trở thành quá khứ rồi? Nhưng anh vẫn còn đau lòng vì một trong hai người họ, phải không? Trái tim anh vẫn chưa vứt bỏ hết hình ảnh của Lệ Hằng. Bây giờ trái tim anh chỉ còn hình ảnh của em thôi, chứ không có hình ảnh của bất cứ người con gái nào khác cả. Thỉnh thoảng nếu nghĩ đến Lệ Hằng thì anh chỉ nghĩ đến như một người bạn. Nàng không làm bất cứ lỗi lầm gì khiến anh phải cắt đứt tình bạn với nàng. Nhưng hôm nay sao em lại hỏi kỹ anh như vậy? Vì em muốn biết anh toàn tâm toàn ý yêu em trước khi em nói ra điều này. Em phải tin tưởng vào tình yêu của anh, Minh Thư à. Bởi vì nếu không, em sẽ không thể nào hạnh phúc một cách trọn vẹn được. Em tin anh Quân Vũ, nhưng hãy cho em hỏi anh lần nữa, anh chỉ yêu mỗi mình em và sẽ mãi mãi yêu suốt đời, phải không? Anh chỉ yêu mình em thôi, Minh Thư, và sẽ yêu em cho đến khi nào em không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa mới thôi. Anh Quân Vũ, nàng nói bằng giọng tha thiết và nhìn sâu vào mắt chàng. Em yêu anh và muốn thành hôn với anh ngay bây giờ. Em không thể nào chờ đợi lâu hơn nữa, vì lúc nào em cũng sợ mất anh. Bây giờ đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi hả? Chàng nói câu đó và đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc. Ngay lúc trở về từ biệt thự của Lệ Hằng, anh đã muốn làm lễ cưới ngay lập tức với em rồi. Nhưng em không chịu, và còn nói là phải đợi để em tốt nghiệp xong đại học. Nhưng bây giờ em muốn ràng buộc anh, chàng hoàng tử của lòng mình, để chàng không thể nào ngó ngàng đến bất cứ ai khác. Vậy ngay tháng này nhé, chàng mỉm cười nói với nàng, bởi anh muốn càng nhanh càng tốt. Tháng tới đi, nàng nói mà mặt ửng hồng lên. Phải có thời gian để chuẩn bị mọi thứ chứ. Ừ thì tháng tới. Chàng âu yếm hôn lên mái tóc nàng. Anh sẽ mời hết công ty đến dự, để cho mọi người biết là cô dâu của anh xinh đẹp đến giường nào. Em sẽ rất hạnh phúc trong ngày đó, và còn rất hãnh diện nữa, vì người chồng tương lai của em không phải dễ gì mà yêu được. Các cô gái thấy anh cưới vợ chắc sẽ kinh ngạc lắm, bởi vì anh bay bướm và đào hoa như vậy. Anh cũng đã từng nói với em, 5-10 năm nữa anh mới nghĩ đến chuyện lập gia đình, để có thể làm những cuộc dạo chơi tùy thích trước khi anh chịu ở yên trong gia đình thực sự của mình. Nhưng mà trái tim của anh đã bị một cô gái nhỏ làm cho điên đảo, và bây giờ thì anh không thể sống thiếu nàng. Trên đời này anh chỉ cần tình yêu của nàng là đủ. Nàng yêu anh một cách mãnh liệt, và anh thì hạnh phúc khi được nàng yêu như vậy. Anh Quân Vũ, nàng khẽ thì thầm vào tai chàng, em yêu anh và mãi mãi sẽ yêu anh bằng thứ tình yêu mãnh liệt như thế, để trong trái tim của anh không còn chỗ cho bóng hình nào hiện hữu, mà chỉ có mỗi một Minh Thư thôi. Chàng ôm chặt nàng vào lòng và hôn nàng đắm đuối, bởi nói bất cứ lời gì cũng không thể diễn tả hết tình yêu sâu sắc mà chàng đã dành trọn cho nàng. Nàng nhắm mắt đón lấy những nụ hôn nồng nàn ấy, cảm thấy vì người đàn ông này mà nàng có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc đời này.